quý khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi lái xe, khi trở thành chủ nhân của những chiếc Subaru. Thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ là những màn drifting, những màn freestyle dành cho những khán giả vô cùng đáng yêu của thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cũng sẽ được chiêm ngưỡng những mà biểu diễn đã làm nên tên tuổi, cũng như đã giúp cho Westwick giành được những kỷ lục Guinness thế giới. Đó chính là màn đôi mắt với thời gian nhanh nhất. Westwick đã nắm giữ kỷ lục cho màn đôi mắt đời này chỉ với 16.07. Chương lượng với hơn 1.6 giây mỗi vòng. Cùng với đó sẽ là những màn lốp lốp kinh điển, và chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều trên những bộ phim của Hollywood, cũng như những bộ phim về đua xe vô cùng nổi tiếng. The Need for Speed, Fast and Furious. Kính thưa quý vị, đã 3 năm kể từ lần cuối cùng mà Red Sweep quay trở lại Việt Nam, cũng như là được nhìn thấy những cái gương mặt thân quen tới từ các quý vị khán giả tại Việt Nam. Và ngày hôm nay khi được nhìn thấy những gương mặt vừa rồi, những nụ cười vô cùng đáng yêu này, thì ông không thể nào mà chờ đợi lâu hơn nữa để có thể cùng với những chiếc xe tuyệt vời này gửi tới quý vị những màn trình diễn thật là ấn tượng và đặc sắc ngay sau đây. Và trước khi những màn trình diễn này diễn ra, chúng ta hãy nhớ rằng trong các màn trình diễn này thì độ khó của từng màn trình diễn sẽ được nâng cao dần. Tuy nhiên thì chất xúc tác cho sự tăng độ khó đó sẽ là những màn cổ vũ thật là nhiệt tình từ phía quý vị. Chúng ta có thể tập dượt trước được không ạ? I just asked them to practice applauding for your performance today. Kính thưa quý vị, sau đây chúng ta sẽ cùng tới với những màn trình diễn của Rusty. Và hãy dành những tràng pháo tay thật lớn để chào đón cho những màn biểu diễn này nhé.
Alright, we're going to start with some maneuvers. I set the Guinness World Records for all this year. And this is one you've all seen on the movies for a Tiger to the maximum speed of reverse spins around the floor section. I set the world record for doing it in the tightest space. So I've got a couple of cars lined up, side by side. I'm going to spin between the two cars and hopefully stop before I get to those people down there who are obviously never seen my display before. So there's lots of room there. The more noise the audience makes, the closer the cars get. Kính thưa quý vị, màn trình diễn sau đây sẽ là một màn trình diễn mà trước đây Rosie đã từng nắm giữ kỷ lục Guinness cho màn trình diễn vượt qua hai chướng ngại vật với khoảng cách hẹp nhất. Kính thưa quý vị, bởi vì mà trình diễn mà chúng ta vừa được theo dõi đã bị cấm trên các chương trình quảng cáo TV, vậy nên Russ Sweet đã tiếp tục sáng tạo ra một màn trình diễn khác để thay thế cho màn trình diễn vừa rồi, và đây là màn trình diễn đã làm nên thương hiệu của ông trong suốt 35 năm qua.
Kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với Sweet Talking. Và ngay sau đây cũng sẽ là những màn biểu diễn mà có thể quý vị đã từng được theo dõi, được chiêm ngưỡng trên rất nhiều những bộ phim bom tấn của Hollywood. Tôi sẽ và khiến cho có thể là những chàng cảnh sát đội nghiệp của chúng ta mất thiên hướng khi không thấy đối tượng của mình đang truy đuổi đâu nữa. Và trong phần trình diễn này thì hai chiếc Forester vẫn sẽ tiến gần nhau hơn với sự cổ vũ thật là nhiệt tình từ quý vị. Các quý vị khán giả ở phía xa đằng sau khu vực hàng rào kia thấy thế nào? Có muốn lâu rồi không ạ? Được chưa? Ok, rất là chiều khán giả sẽ tiếp tục tới gần nhau hơn nữa. Ok. Vâng, khó khăn đôi chút khi mà phải cần đến hai đỏ cũng có thể ra được khỏi vị trí này. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem Sweet Talking chứ danh thế giới sẽ được biểu diễn như thế nào. Và bây giờ thì hai chiếc Subaru sẽ tiếp tục tới gần nhau hơn. Và bây giờ thì Red Swift đã cần tới sự trợ giúp của hai lô xe thì mới có thể đưa được chiếc Thalioic ra khỏi vị trí lô xe này để chuẩn bị bước vào màn trình diễn vô cùng hấp dẫn và hồi hộp sắp tới đây. Kính thưa quý vị, Sweet Parking by Red Swift. I will never let you go. I will never let you go. Tuyệt vời thưa quý vị, những màn trình diễn có thể nói là vô cùng bí sắc và hoan hô. Không biết là còn quý vị nào muốn closer không ạ? Và quý vị nào muốn closer nữa không ạ? I didn't say that, I just asked them. Okay, one more. Một lần nữa. Okay, em sẽ không cổ vũ mọi người nữa. Đây sẽ là lần cuối cùng. Vâng, chỉ một lần nữa thôi. Quý vị hãy dành những tràng cổ vũ thật lớn để cho Red Swift nha. Red Swift. Sau đây sẽ là Parallel Parking, đỗ xe song song, hay còn được biết đến với tên gọi Sweet Parking. Em thấy hình như là vẫn gần hơn được nữa hay sao ấy? Quý vị thấy thế nào ạ? Có còn gần hơn nữa được không ạ? Closer, không ạ? Closer?
Vâng, thôi thì dù sao thì đây cũng là một màn biểu diễn bởi Red Sweep, kỷ lục gia tay lái chính xác nhất thế giới của chúng ta hiện tại. Nên là tôi tin chắc rằng là sự an toàn của vị khán giả cũng sẽ không bị đe dọa đâu ạ. Chúng ta hãy cùng chờ xem màn biểu diễn với sự trợ giúp của một vị khán giả. Vâng. Vâng, anh cứ yên tâm, anh cứ đứng thẳng đằng sau đuôi xe của con Forester đi ạ. Em nghĩ là sẽ không có vấn đề gì xảy ra đâu. Vâng, chỉ là đùa một chút thôi ạ. Xin mời tất cả. À không, không phải tất cả, chỉ là hai người cộng sự của Red Sweep thôi. Còn khán giả, vị khán giả của chúng ta thì vẫn đứng đấy. Vâng, có vẻ thì là nguy hiểm quá nên là lo lắng cho sự an toàn của cộng sự của mình, chứ không phải là của anh Hà. Vâng, em rất là yêu anh nhưng mà Red Sweep đây không có. Vì vậy thì chúng ta hãy cùng chờ xem sẽ diễn ra như thế nào. Vâng, chỉ là đùa thôi, thưa quý vị yên tâm. Sẽ không có bất kỳ một màn trình diễn nào quá mạo hiểm trong buổi sáng ngày hôm nay cả. Và ít nhất là dưới bàn tay của Red Sweep cũng như là những quy tắc về an toàn của ông thì sẽ không có điều gì nguy hiểm xảy ra trong các show trình diễn của ông. Vâng, và với ông sáng tạo của mình thì bây giờ Red Sweep đã yêu cầu vị khán giả sẽ ngồi vào trong khoang hành lý của chiếc Subaru Forester. Kính thưa quý vị, khoang hành lý của Forester với dung tích lên đến 520 lít. Vâng, sẽ là một chỗ nghỉ chân vô cùng